tẩy tế bào chết theo phương pháp của cô giáo Huệ Nguyễn sẽ như thế nào? Imuchi vừa mới xem được cái video tẩy tế bào chết của cô giáo Huệ Nguyễn xong là phải phi ngay vào nhà tắm thực hiện liền. Tất cả những gì chúng ta cần là một tiết tẩy tế bào chết dạng vật lý và một hũ kem dưỡng ẩm. Đầu tiên, mọi người phải nhớ cái keyword của phương pháp này là cấp no ẩm cho da trước khi tẩy tế bào chết nhé. Mục đích của việc cấp no ẩm cho da là để tế bào chết, lớp sừng già trên da nó ngậm ẩm, nó mềm, nó bong ra và mình có thể tẩy đi thật là sạch. Bước đầu tiên là mọi người hãy làm sạch da với tẩy trang và sữa rửa mặt như bình thường. Bước thứ hai, mình sẽ thấm khô da mặt đi và bắt đầu đắp một lớp kem dưỡng thật dày lên mặt, ủ khoảng 15 phút. Mình dùng kem dưỡng ý dị Hatomugi hũ 300g này vì nó to mà lại rẻ, dùng nó đỡ sót tiền mọi người ạ. Hũ này mình cũng dùng từ mùa đông rồi chưa có hết. Chúng ta sẽ chờ 15 phút trôi qua nhé. Rồi, cuối cùng thì 15 phút cũng đã trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm sạch cái lớp kem dưỡng ở trên mặt đi. Mọi người có thể dùng bông tẩy trang để lau nhưng mà mình lau lâu quá nên là thôi mình rửa luôn cho nó nhanh. Mọi người thoa gel tẩy tế bào chết lên và bắt đầu massage kỳ khoảng tầm 2 phút. Loại tẩy da chết mình đang dùng là tẩy da chết Rosette mẫu mới màu cam. Đây là tẩy da chết vật lý lai hóa học, không có chứa hạt và rất dịu nhẹ. Màu cam này thì nó có thêm dẫn xuất vitamin C và chiết xuất nụ tầm xuân giúp làm sáng da nữa. Đó, mọi người cứ kỳ như thế này thôi, cứ kỳ nha. Trong lúc mà mình kỳ, mình cũng đã cảm nhận được là da của mình bắt đầu nó rất là mịn rồi đấy mọi người ạ. Bây giờ sẽ là cái giờ phút mà mình mong chờ nhất, rửa mặt thôi. Ôi trời ơi, thế luôn mọi người ơi, da nó mướt lắm là mướt. Mà cái cảm giác như nó sạch không còn tế bào chết luôn ấy. Mọi người nhìn thấy có thấy da của Imuchi nó kiểu như là nó sáng không? Nó có sức sống hẳn lên luôn đúng không? Nhưng mà mọi người đừng có vội dừng ở đây nhá. Mình nhớ phải cấp ẩm ngay cho da trong vòng 5 phút, không thì da nó sẽ bị khô và phản tác dụng đấy. Mình thấy là cái phương pháp này nó siêu dễ, ai cũng làm được và quan trọng là mình thấy được cái kết quả của nó. Mọi người nhất định phải thử ngay nha. Và không quên gửi lời cảm ơn cô giáo Huệ Nguyễn đã share cái tip rất hay ho này nhé.